Xin chào tất cả mọi người nhé, chào các bạn quay trở lại vlog tiếp theo của mình mọi người ơi. Đây, và trong vlog ngày hôm qua thì mình đã cắt cánh cửa ra rồi anh em ạ. Cắt cánh cửa ra và mình đang làm cẳng tối phía trước của chiếc Ford, của chiếc Zeco. Đấy, cắt cánh cửa ra để làm. Và cái cánh cửa này là cái công đoạn cực kỳ quan trọng của mình mọi người nhé. Đây này, đấy, cánh cửa thì cực kỳ quan trọng rồi. Chú lại đang vệ sinh nốt lại, chiều nay thì bọn mình sẽ tiến hành là vào cái công đoạn tiếp theo. Đây này, hai cánh cửa của mình đây. Đấy, anh em nhìn chưa? Có đoạn này rất là dày, đoạn này dày chứ anh em này. Ủa đoạn này dày thế. Có đoạn rất là mỏng, vừa phải, nhưng mà đoạn dày quá này. Dày kinh khủng luôn. Đây là hai cánh cửa nhé. Đây này, dày nhất này. Đây là hai cái cánh cửa, bọn mình cắt ra này, bọn mình để đây. Còn đâu, đây là chiếc Zeco đang thiếu cửa. Còn mình thực ra là đang hy vọng là chiều nay ấy là anh shipper anh mang cái bánh răng này cho bọn mình, và mình có những cái nguyên vật liệu cũng như là công cụ chuẩn bị thiết bị chi tiết để làm cái cánh cửa này, nhưng mà chưa thấy anh ấy giao cho mình nhé. Tức là cái hệ thống cái trục bánh răng vuông góc thì mình cũng có đặt rồi anh em ạ, đặt rồi nhưng mà chưa thấy gửi về, đó là bất cập ở đoạn đấy, đang hơi khoai đây. Nhưng mà cánh cửa này là cái bản lề là cái khó nhất, đúng không chú? Khó đấy, bản lề khó đấy. Bản lề rất cực kỳ khó luôn. Bản lề mà làm được cho nó hoàn thiện thì hơi nhiều nữa. Bản lề hơi khó. Chứa cái cơ cấu mở vặn của nó thôi. Mở vặn nó hơi khoai nhỉ chứ nhỉ. Cơ cấu mở vặn của nó là sao nó được khi mở đâu. Vừa mở đâu nó vừa xoay lên như kiểu quay rồi. Vậy mình có thiết kế là để cho kính với lại gương nó hoạt động theo không? Hơi khó, đoạn này hơi khó. Không, kính thì cứ làm cửa điện thôi. Vâng. Ấn lên nó xuống. Mình phải có tác động thôi, chứ còn nếu mà truyền lực trực tiếp vậy thì hơi khoai, hơi kinh dị nhỉ. Nhưng mà khi mở đấy thì phải kính phải xuống. Kính phải xuống một chút thì mới mở ra. Kính phải xuống một chút phải không? Ừ. Chứ nếu mà mình mà mở ra mà kính nó không xuống là nó vỡ mất kính. Nó kỵ luôn. Đấy ạ, chứ xe này nó là như vậy. Thì kế hoạch chiều nay là chú định là làm gì? Cái này thì cái bậc nhịp bậc này là quan trọng nhất này. Tức là mình sẽ phải đắp khuôn vào à? Ừ, mình sẽ phải chỉnh cái bậc này. Đắp khuôn vào luôn à? Là cho nó hoàn thiện đi. Tức là làm luôn cái đấy vào á? Thì mình sẽ đắp nó xếp lại luôn đó chứ. Phải làm luôn chứ. Thế này luôn hả? Làm luôn. Vậy á? Cái liên quan đến cái này nó là sau. Cái cấu cái bản lẽ chính sau đúng không? Ừ. Cái này đơn giản mà. Chứ còn nghĩa là cái này cái kết cấu ở đoạn này nó là cái khoảng trống này. Đây, chú để cái mic ở chỗ này nè. Đây. Okay. Nguyên khu vực nó là cái khoảng trống. Thì là mình làm ở đây để cho nó thành form đi. Thành form đi. Ừ. Vâng. Chứ nếu cửa này mà mình mà chờ cái bản lề về mới làm cái này thì lâu lắm. Đúng rồi. Mới lại để xem lại cái này nè. Anh em có thấy là nó hơi lồ ra này. Cái này là đang bảo làm cho mình bảo cắt đi, nếu mà cắt đi rồi nó vào trong à. Nếu mà nó mà vụ hợp lý thì mình chỉ cần bắt chéo vào đây là được. Bắt chéo à. Nó chỉ lồi đoạn này tí. Cắt đoạn này đi thôi. Còn cái đám này nó thừa thiếu một chi. Sợ nhất cái đầu cuối cùng này nè. Thì là nó ảnh hưởng đến cái hộp cửa đây. Sau này đấy. Còn nó lên xuống kính nữa. Đấy thì mình sẽ xử lý nó lui vào trong này. Đúng không anh em? Đấy. Bởi vì kính nó còn lên xuống nó đi khóe nó cắt qua đây này. Thì có khi chiều mình sẽ xử lý cái này đầu tiên và cho nó lùi vào tẹo đấy. Tức là chiều nay mình sẽ xử lý cái này, tức là cho nó vào để nó đỡ bị ảnh hưởng đoạn này. Tiếp sau này mình kể cả đến như này, sau này mở cửa ra mà nó lộ một cái cục này ấy, trông nó cũng kiểu không được đẹp. Đúng rồi. Lúc ban đầu ấy không ở trong xe thì nó cũng có một cái gờ ra. Ở xe thật cũng có một cái gờ ra như thế này. Nó gờ ra nhưng mà nghĩa là nó không ra xa vậy. Nó không xa ra như thế này. Nó không ra xa quá về một chút thì mình cái này mình chỉ cần ví dụ cái này mà nó nằm đến đoạn này thì đẹp này. Đấy, đẹp chỗ cuối cùng của nó nằm đến đây đẹp. Ở lúc ban đầu ấy mình tính là từ kia sang đấy là mình tính để nó chống đỡ. Cho nên là đoạn này là mình không tính là nó nhầm cái đoạn gót này. Chứ còn điểm này nó là điểm kết thúc của nó là điểm chuẩn thôi. Đây này. Cây này là điểm chuẩn. Sau này cái vàng mà cái càng bàn lề nó ra đến đây. Thì cái trục xoay bàn lề nó phải nằm ở vị trí này. Trục xoay bàn lề nó nằm ở vị trí này. Đúng rồi. Thì khi mở ra thì ví dụ
ví dụ cơ đóng vào thì là nó tầm này đấy, nhưng mà khi mở ra, khi mở vừa xoáy thôi rồi đấy, anh em thấy không, đóng vào nó phải xuôi vậy này. Đây là cái nguyên lý bản lề chú lại đang mô phỏng tạm thời. Đúng rồi, nhưng mà khi mở ra nó phải ra đến đây. Đấy, nó ra đây nó vừa rán đâu, nó vừa xoay ngược cái vầy này. Cứ đóng vào nó xoay vầy. Đấy. À. Đấy đấy, nó là cái điều khó của bọn mình ấy. Đây là cái bản lề. Nói chung cái bản lề là cái bản lề cực kỳ quan. Những con Ford kia kìa, có con Z-Con, Ferrari, con Bugatti bên nhà thì nó cánh cửa ấy, bọn mình đã làm đấy một lần rồi. Cánh chim còn dễ, cắt kéo cũng dễ, cái này thì nó là vừa cắt kéo vừa xoay trục. Đúng rồi. Vừa cắt kéo vừa xoay trục ra. Cái này nó gọi là cửa trong, mình xem ở trên Google ấy, người ta nó gọi là cửa nhị diện. Cửa nhị diện là chú? Ừ. Tức là tên gọi của nó là cửa nhị diện. À, cửa nhị diện. Cái mô hình này nó cũng chuẩn. Mô hình này là cứ mở ra vậy này, xong rồi mình mới xoay vầy đấy, còn như bên xe thật là mở đâu đó xoay đấy luôn, ra hết cỡ là nó lên vầy luôn. Ồ. Đấy, nó đóng vầy xuống vầy đến đâu đóng vầy luôn, thì mình đang muốn là mở đến đâu, mở ra đến đâu nó xoay đấy, anh em thấy không, còn đóng đáo vầy, tức là mở ra đến đâu đó, xoay đấy, xoay đâu mở đấy, xoay đâu mở đấy vầy đấy, nó thụt vầy. Thực ra thì có khi mình cũng phải thiết kế là đồng thời mở cửa là kính nó đi xuống, thì khi ra thì cái kính nó mới không kỵ vào cái vỏ này. Vâng. Cái đầu trên này thì cái này mình có khi nguyên lý về điện tử này mình nhờ qua kỹ sư Dũng. Đó. Thật là bơ phạch nha. Cứ đi một vòng xem các bạn đang làm gì nha. Khá là đẹp đấy. Còn ở đây thì mấy anh em đang làm về cái phần body anh ạ. Anh ấy điểm đen đen này là còn lõm à? Là hơi lõm một chút, thì sau này cái điểm này mình chỉ là bả mỏng thôi, chứ bả thấy nó lại thành cộm, bả một lớp phút qua được. Cơ bản thì cái bề mặt của cái này cũng khá là đẹp rồi. Nha, có sơn về là em dùng sơn em chám qua nguyên ạ. Chám qua đến đoạn nào mà nó bị chưa được là mình chơi luôn. Đây, bề mặt đây, bề mặt này em mua 20 loại sơn, hai mấy loại sơn là ok rồi. Đây, cái đám này còn xấu này. Đám này thì kiểm tra lại đám này thôi, còn đâu cơ bản là nó cũng ok rồi đó. Cái phần bề mặt này nó cũng rất khó anh ạ, chứ không phải là cứ làm qua loa là được. Khi mình sơn lên đấy, nếu mà cái màu sơn nó là màu sơn lấp được đi những cái điểm lỗi thì không sao, nhưng mà màu sơn mà nó bóng, ví dụ như màu đen lên là màu đen thì lộ lắm, lộ kinh khủng luôn. Đẹp sáng thôi, nhưng mà nói chung là con xe này là đẹp rồi, mà mình là chưa lên video chính vì là cái đèn nó chưa về, chúng sắp có anh em ạ, sắp có video chính rồi. Anh em thấy chất không? Đây là chưa có gương, à chưa có gioăng. Chưa có gioăng bọn mình đóng theo như kiểu của G63 ấy. Quạc quạc ngay. Đấy. Rất là đẹp rồi. Đấy, chiều vậy là chiều nay là chúng ta mình sẽ bắt đầu là lên bậc bước chân vào của chiếc Z cụ bằng đất sét anh em ạ, còn nó ở đục người đang mài vẫn đang làm cái lưỡi này. Đây là cái cản gió phía trước của chiếc Z cụ này. Ok đấy, cái này thì chiều mình xử lý thôi.
cái đám này dày là do gì này, dày đám này là không đúng kiểu này, dày đám này là dày matit là không được, đây cứ dùng matit đập vào đấy, thấy chưa, dày về là không được, ông nào không biết là một con rồi, cái này phải một con matit rồi này, ép đi, cứ dùng matit ở quật thôi, con này là kiểu form đấy. Ê anh em ơi, bọn mình đang thì đi mua mấy cái sắt về để gác, để làm cái bệ, gọi là cái bậc nhịp bước vào trong khoang xe đấy anh em ạ. Đấy, ngay cái khoang bên ngoài. Thì hiện tại là bọn mình sẽ phải sử dụng đến sắt, những cái sắt thì nó có cái nhịp đỡ nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà mình thả không như thế thì sau này nó sẽ đến nó sẽ không được chắc anh em ạ. Đấy, cái này quan trọng là mình phải làm cái khuôn đỡ nó thành form ra, xong đó đá thì nó mới cho tạo con nó xét thì nó mới ok được. Đấy, hôm nay là đi một xe máy nhá, hai người đi xe máy nhà bác có mấy cây thôi, rồi bác về đi bác anh ơi, bác quên chưa cải cũng vào chưa đấy anh em thấy đấy, cái sườn gỗ to đúng không, sườn gỗ sắt thép. Nhìn xe máy anh nhé, em đẹp chưa anh em ơi, amazing chưa đấy, rất là cánh đồng đây là công an kìa anh em, đấy bây giờ công an là gần mình nhá, nên là mình có đi ra đường cũng phải rất là cẩn thận và đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn giao thông là quan trọng nhất. Cánh đồng lúa xanh ngắt này, ôi trời ơi, chị nói ông ơi chuẩn bị chúng mình ở khu vực mình chuẩn bị đón một cơn bão rất là to, nên là trời nó âm u, nó kéo mây từ khắp nơi đến. Quên đi phát ra đi nhỉ, ôi tuyệt vời đấy, ôi một con xe nó vừa quay tuyệt vời quá, ôi hàng quán bán chuối đầy ngập đây, ôi thấy không, bán sắt mà cò treo rất là oách luôn, không ai đó bán sắt thì đây cò treo bình thường chứ. Ok nhá, đây là đến sắt rồi, chị em mua cái sắt nào nhà bà chủ quán đây này. Bà chủ quán bán sắt nhưng mà rất là chi là chiêu, cái giò nhỏ thôi đây này. À, cây này to, cây lấy cây bên này, vâng cây này cây limốt hả, đấy cây limốt này, ly tư đi, lấy cây limốt, cây này lấy 4 cây, cây kia là cây to thì không cần. Đây anh em có mua sắt thì đến bà chủ nhá, đẹp gái nhất khu vực Yên Trì. Rồi vô mua máng đây rồi, nếu mình không làm hết thì mình cứ để ra đó, mình phải đỡ phải đi mua đấy, mình còn làm nhiều thứ lắm đấy, buộc dây thôi, vậy thôi là được, thành tiền là xong. Thật không, chào các bạn đi nè. Mấy bạn tí đi học tí mà rất đẹp. Ok bao tiền, 220 hả, 220.000 anh ạ, 220.000. Đây là nước đi, nước số mà sao hay thế, mình ra tiện thể mua nước luôn anh ạ, mua nước ở chỗ Kinh Đô kìa. Mát lắm, 220 cành, giá tiền cho cô đi. Ui, hai cốc nước là 6 lạng này, chưa được một cân. Mời mọi người nhé, uống nước xấu, nước này là ngâm từ cái
quả của cái cây mà kia kìa. Đấy. Đấy. Cây gì? Cây xấu đó. Bác thấy hay không? Thì cho bọn cháu cứ đi về thôi. À, uống nước nó quay phim lên đây. Ok đấy, cái này em. Cái này phải vác này. Nhưng mà vác thì cũng hơi dài. Hả? Con mua về làm cái khác, em mua bộ nó gần nhà để nó không biết là sắt gì ấy, không biết mua nhiều sắt gì làm gì ấy. Ok, nó em về nhà anh em nhá. Để xuống lại bơm nốt cái lượng cái vào người á. Ok, mình lên xe. Để vào đây chứ cái này mà bơm vào thì lâu lắm. Bơm vào thì lâu lắm. Ok. Ok. Bác nha. Đâu hơi cồng kềnh nhưng mà nó được cái là không gọn gàng phải không? Được cái nó không gọn gàng. Ok, toán đầu hộ em nhanh chứ người ta đi đến nha. Ok, mình về nhà anh em nhá. Đến nhà rồi nha. Nói chung rất chi là nhanh, bọn mình đi thì cũng gọi là chậm đấy. Vừa rồi là có cái ván vừa rồi mình đang mình lấy cho cũng được khớp luôn. Dáng ngồi đang ấy. Dáng đứng bến tre à? Chỉ sắp mưa rồi kìa chú ơi. Chỉ mưa đó. Cây này mình mua làm không hết đâu. Nhưng mà nghĩa là cái này mình cần mua về đấy để đầu tiên nó gần đủ đấy. Ồ thật không? Nước xấu này vai. Nước xấu này các anh em này. Nước xấu nè. Làm có nước xấu, chú lại cốc của chú đâu lấy ra đi. Nước lửng đi em. Nước xấu hết rồi à? Còn gì nữa. Mình tiếp tục tiếp nhiên liệu vào người mới xấu. Mình có nước xấu uống nó chua người đã. Nước nước tươi. Vừa uống coca phèn người rồi. Rồi chuẩn bị là làm khung đỡ đất sét ở đây thì anh em ạ. Ôi mình đang lay quay mình lấy cục xấu ở trong ra anh em ơi. Xấu này. Ngon. Ngon nhỉ. Ngon lắm đúng không ạ? À chú ăn đá đi. Các bạn xem nhìn. Bơ đá là giống không nhai nữa, ngày xưa thì nhai thì cứ hồi tròn trẻ nó ai được. Ừ. Ôi, này, nước rồi. Đá ngon mà. Ừ. Đây là đá này, đá đầm mờ. Hả? Ôi, chú còn nhiều lắm. Chú ăn đá. Quắc còn nhiều mà. Thì chú ăn đá nó xóa luôn. Chú ăn được đá. Đó là răng mình còn ăn được không? Ăn đá thì thật ra nó không tốt đâu. Vấn đề là cũng ăn được ấy. Tại sao nó hay hay. Ăn đá về sau giờ có tuổi rồi ghê răng. Nó ảnh hưởng tuổi ấy nhỉ. Đây là quả thấu đi, đây cái quả này mà quả trên nó ra trên cây rồi phải đi rung nó mới rung hoặc là vặt. Rung hoặc là vặt đối xuống đất quả rồi. Chín nó không rụng nữa, bao nhiêu quả chín nó không rụng đâu vậy, nó còn khô ở trên cây ấy, nó phải tác động của con người vào hoặc là của thiên nhiên gió bão hoặc là chim đây là quần này chú. Chứ dòng nước chảy đấy. Chưa. Ngon nhỉ. Cái buồng chuối này cái nào gặp bác Đắc chú ạ. Bảo bác Đắc để lại cho nhá. Đã ăn đâu mà. Sắp ra nổi cái này chỉ 2 tuần nữa thôi. Ui ôi, lâu không nhìn thấy. Thật mà, cái này chỉ 2 tuần thôi, bố bác nó cũng phải để cho
buông báo tiền tầm báo tiền ngày một nãy là 20 đi. Thôi, là 15.000. Hả? Là to 15.000, 20.000. Ừ đúng rồi, nãy đậu bùn này kia. Cứ gọi cho bác cái 20.000 một nãy. 1 2 3 4. Gọi nãy. Là nếu 200.000. Nhá. Bác để cho 4 5 6 7 8 9. Đúng không? 10 lá. Thằng lá cuối cùng 200.000. Và tắc nhá, hôm nào làm chín để cháu nhá. Cái này cũng chín được phải vừa vừa vặt rồi nhỉ nhỉ. Ừ. Các bác đấy. Bác không bộ mình bộ để cho mình mấy cái mầm mà. Mầm á? Ừ. Làm sao? Thế thích mầm. Mầm nhỉ. À chưa. Của bác để cho á. Nha. Ừ. Cái nào bộ cũng để cho hai mà. Ok, chú cháu mình tiếp tục công việc thôi mọi người ơi. Trời đất ơi. Hết hết nhựa, hết nhựa chú. Hết nhựa rồi. Ôi giời ơi, bây giờ lấy tiền mà mua cùng ngày nữa 10 triệu đấy chú ạ. Bên đấy người ta. Ôi, cái này mày hàn xít lại. Xong rồi. Hay thế nhỉ. Mà cái đấy là tiết tiền đấy chú ạ. Này, hàn xít đơn giản. Uy này. Mút được cả mọi thứ bên trong lên này. Hàn vậy thì có hàn đâu. Nhờ. Đính hai mối hay sao? Đính bên này bên kia hay sao? Ừ. Ê. Na. Ô mà cái này nè. Yeah. Lấy ra kiểu gì? Đây dính chặt lắm rồi. Không có tựa ở trong này rồi. Nó bị cứng rồi. Ta phải lấy phải lấy đó. Thằng nào mình phải lấy cái bơm ra nào chứ nhỉ? Ừ, chứ không phải mua cái mới. Đúng không? Cái này lấy tích mấy tích là được rồi. Nó chặt nịch vào rồi đâu nữa. Cái dựa nó kép không? Yeah. Ôi nhưng mà cái này cũng mới chuyển thôi. Hôm nọ là nó còn là ở cái tầm trên cao này. Với ai chuyển không chuyển đi. Cái nó dính cả nước bọt và ăn nữa. Dính cả cái bóng mà. Không được đó. Không di chuyển luôn. Lắc lắc không? Không được. Nắp thùng peo cả nắp thùng. Làm peo nó nắp thùng đẹp. À đây. Được rồi. Không dừng ở một bên kia thì nó lôi lôi. Cái này như là thằng Nguyên nó đổ đông cứng vào cái miệng này chắc. Nó chết đông cứng vào cái miệng rồi. Ra đấy. Nó bằng nhau nên là nó hơi khó. Ra rồi. Thì kiểu là bị tao bón chứ nhỉ. Kiểu nó không ra phải xoay sở ra đấy. Cái sở gì lấy cây chọc ấy. Lấy cây chọc từng cục ra không để cho nó vỡ ra phải không? Ừ. Nó vỡ ra rồi bắt đầu nó mới dễ ra nhỉ. Chứ không nó đóng cục là nó rất là mịn. Các mặt đá lắm. Như là đông ở dưới này. Yeah. Nó bị mắc như kiểu nó có ra không nhỉ? Lên đi. Dùng cái gai ấy nhỉ? Cái này phải để xuống, nằm xuống trong nó lôi. Yeah. Có khi hiệu quả hơn. Chỉ một tí loa thổ.
cho tắt nhạc rồi, không sợ đâu. À không, cho tắt tắt âm thanh. À nhầm, cho tắt video rồi. Dặn mạnh vào. Yeah. Dặn mạnh vào chưa? Yeah. Cứng quá nhỉ. Oh my god. Vừa rồi nó thanh kiếm cắm xúc đá. Oh my god. Oh my god. Ai hút được ra người đó sẽ cố. Làm được sẽ, cái gì nhé? Sẽ được công chúa. Công chúa. Ai nhỉ? Cố gắng lên, công chúa sắp về đây ta. Dừng lên nha, dừng lên. Chúng ta chia đôi. Mình lấy một cục của chú ạ. Ok. Ây dồi ôi. Cái này phải cắt ráy ra rồi. Nó bị mất cái đầu rồi chú. Được nó mất được. Cái vang. Hả? Nó trông hết nó làm ra rồi. Ôi dồi ôi. Bắt buộc phải cắt ra rồi. Lấy vang á. Nó còn có một cái nắp như kiểu cái van ấy kéo lên thì nó mở lơ cánh gió, còn lập xuống nó bịt lại. Mấy cái này không có cái đấy không được à? Cái cắt này đá chỗ này lại tích đá này. Yeah. Thì nối hẳn với nhau. Vậy ở dưới nó còn cái đổ gì nữa, đổ nữa thứ nhất nó gãy không cần đâu. Cứ miễn là lúc được lên cần đi nùng nhỉ. Không, nó có một cái đầu mà. Cứ miễn lúc được nước nhựa lên thì không cần đầu chứ. Cứ có khi mới này gắm thử vào xem. Đổ. Nào. Ta sẽ dùng kim mộc thủy hỏa thổ để chấn mày lại. Hết nhựa rồi đấy anh ạ. Tức là bây giờ là bọn mình đang gọi là tiết kiệm chất lọc một chút để xem nó như thế nào. Đây phải lấy chú ạ. Đang định cố ở cuối năm mới lấy, nhưng mà vậy thì ngày mai mà không lấy làm một cái bọc kia chú ạ. Đây thì này nó to, nó sao lại cứng ở đây mà nó làm không đổ, nó cứng bao giờ vậy? Nó gặp oxy hóa, mà nó sẽ phản ứng hóa học. Vậy thì đã đóng cái này ra thì mới lấy được một số lượng á. Hiện tại cái này nó bị thêm nó cao cái thành cổ lên không? Cái kia là nùng vào cho đông cứng vào để cho đông như anh em ấy. Phải lúc nó tràn ra vô ngoài. Cái này phải cắt ngoài kia. Lôi ra cho anh em xem được mà. Còn như hoàn ngọc trai. Nó đóng thành hoàn cục ở đó thì như kiểu thức cương ấy nhỉ. Đây. Mà đó là không cho đông cứng mà nó vẫn cứng. Ok chứ, đồ rồi quá đấy. Này. Đó, cục to lắm phải không? Không, lấy đi, cục sắt đi. À, cần lấy ra rồi. Đây, cục sắt là cái cây hút này. Không có ý nghĩa gì không? Không biết có ý nghĩa gì không? Nói kỹ với anh em ạ. Như vậy là không phải... không phải gì nhỉ, không phải cắt à. Nó lấy cục đấy ra, không phải cắt. Yeah. Nói chỉ thôi. Nói chung là chả có ý nghĩa gì cho cuộc đời cả. Cái
này chỉ để cho đẹp thôi. Yeah. Không, cái này để cách xa ra. Cách xa cái đầu út thì à. Đúng rồi, để cho nó đỡ bị chạm. Chạm đáy phải không? Chạm đáy. Thật ra nó không quan trọng lắm, đúng không? Nào. Uy này vậy mà. Cả mảng to rồi cơ mà, khô cứng này. Kim cương rồi, thành kim cương rồi nhỉ? Kim cương rồi. Alo, có ai trong đấy không? Hầm nổi mức độ đấy luôn. Mình dùng kim một chiều thôi, chấn chút lợi lại. Cái ca được rửa rồi. Chút lợi ạ. Này 2 người. Sẽ dùng kim một thủy hóa thôi, chấn chút lợi lại. Cao quá. Hả? Cao quá. Cho đi. Được rồi. Hai người nâng ít là lên mà. Nó quẹo nó biến vàng thì thôi. Đó. Chắt lọc mật ong á. Ong rừng á anh em ạ. Chỉ được một cái bơ một xô thôi, một ca thôi. Hết rồi. Chắc được củ khu nữa. Yeah. Cái sạch vào chút. Ui ôi ôi. Đổ mất cái đế mất ăn á. Nào, y ơi. Ui chú đợi về khỏe nha. Về vấn lấy vợ. Cô hết rồi. Cô chấp là gì nha. Đấy, anh em chắt lọc mấy cái con nhựa này. Đấy. Alo, có đồ mới. Đồ gì đây? Đồ gì vậy anh ạ? Máy hơi này mình đang lấy vào để trong kia làm việc. Máy này hơi máy bé quá anh ạ. Giang tay máy này mà sơn xe không sơn được. Mình chắc phải dùng cái máy to hơn chứ mà. Giang 1 2 3 3 mà chuẩn bị đến thời gian mình sẽ sơn con Zco à con Mustang này rồi. Mà cái này loại này thì mẹ bé rồi sơn không kịp ấy. Được chứ? Hả? Cái gì sơn ấy đẹp thế. Ờ phải ở đây luôn mà. À cái này là lâu thành đạt đấy hả? Tuyệt vời. Mai với ngày kia làm gì gọi là lâu thành đạt đấy. Cái này là sơn này sơn trong miền Nam của Việt Nam anh em ạ. À đây là sơn đây sơn lót phải không? Đúng rồi, lót xám 1K mai thành đạt màu đẹp nha. Nó nhẹ ngay tôn đấy. Đẹp đi. Cái này là người ta chỉ có sản xuất ra lọ thôi, người ta không sản xuất niêm yết. Cái này người ta pha ra có nhà người ta tự làm được. Ừ. Chứ người ta không cần phải nhà máy. Đúng không? 2 4 Bao nhiêu lọ? 8 lọ rồi. Một lọ nữa là 9. Một lọ nữa. 850 10 lọ. Ô vậy rẻ. Rẻ. Còn nếu mình mua ở chỗ mình Hạ Long ấy thì phải là 100.000 một lọ thì ở chỗ này là 1 triệu với cộng với 100.000 một xít nữa. 1 triệu 1. 1 triệu 1.
Nếu mua Hạ Long thì là 1.1 triệu anh em ạ. Còn nếu mua ở trong chỗ mình vừa mua này về đây là 8.5 triệu, 2, 4, 6, 8, 10. 10 lọ này tức là 1 cân anh em ạ. 1 cân 1 lọ. 1kg 1 lọ. Còn mình đâu nhỉ? Ở trước mua. Thôi cái sơn ở trước bọn mình mua cái sàn nó xám đó. Nó cũng nhỏ nhỏ như vậy thôi nè. Nói chung là nó nhỏ như vậy. Thì cũng là một lọ đấy là 1 cân mà 100. Còn ở đây thì 8, nếu tính ra là 85.000 1 cân này. Để đi một chút mà lại chuyển đến nhà. Còn nếu mà mình mua ngoài kia mình phải đi ra super, ra mãi ngoài xe khách, xe khách để lấy. Thế nhưng mà cái này nó cất vào trong này. Có thể lăn nữa. Tiền. Hay mà. Yeah. 8 lít. 8 lít. 8 lít giá mới. 5 lít thì liệu có ít quá với lại kinh tế. Hả? 5 lít thì liệu có ít quá với kinh tế của mình đang có không? Hiện tại bây giờ có 150 tỷ. Vậy mà đi 500.000. Vậy mà 500 thì làm gì được đâu. Thế giờ chú Lâm đang chạy tại cái chiến ngồi. À chạc. Nhận cháu chỉ 200 thôi. Chú ác độc. 49 kẹt xí. 49 kẹt xí. Đã 49 là còn kẹt xí nữa. Không cần đâu nhỉ. Chỉ quay cắt mấy cây ngang ngang. Sao nó lại cắm mọi người. Cái đấy có lâm châm để cho nó tự tính thú chốt đặt con người ra. Nghe có vẻ hay nhỉ. Cắt vài cái kinh dài mình cũng cây ấy. Cái cây ly mấy rồi chú? Ly mấy? Ly 1. Hôm trước bọn cháu đi Ba Vì ấy. Đi qua cái chỗ một đống người ta toàn làm sắt kiểu này, như loại sắt tháo ra một đống một. À. Ông đấy hình như là quay YouTube ông bán. Hay Facebook gì? Bán sắt này á? Ừ. Tí về em nào. Chỗ, cả to cả tí nhưng mà ý là sắt kẽm. Ừ. Ở ngoài dưới đường hả? Ừ. Đúng rồi, cá tôn. Ừ. Cá tôn kém đấy. Biết là tôn tháo ra nhưng mà đẹp lắm. Ừ đúng rồi. Mình ngọn vừa xem là bán. Cho một nhà công trình gần đấy, nhà gần đấy mua. Ở đâu cũng ship. Ship đắt tiền. Đấy là đồ của nó mỏng quá tại không có người tháo công trình. Công trình nhà nước ấy, công trình của những hàng rào của khu công nghiệp, khu nhà máy đấy. Uốn cong cong vậy, cái cong cong vậy không cần phải cái gì chú ạ, cứ uốn bình thường thôi, xong rồi chỉ quay cảnh cắt mấy cái đốt ngắn ngắn đấy, xong bắn vào thôi, nhỉ? Nó rối nhỉ? Cái chủ yếu mình là cái sắt ấy nó chỉ là sắt đỡ thôi mà. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức em chìm sâu. Tìm về nơi đâu, đôi chân bơ vơ đã trôi giữa bầu trời. Màn đêm che dẫu, từng góc khuất phía sau màn đêm. Tức là bây giờ là chú lại đang muốn đặt tạo hai cái cây cụ uốn nó cong hình như này anh em ạ. Anh em có hình, tức là nó sẽ cong như này để mình ướm vào bên trong. Tại vì là anh em nhìn bên mặt trong nó không có một cái cây sắt nào để đỡ. Thì nếu như mà mình làm đất sét ấy thì nó sẽ xô xuống.
thì bây giờ phải làm một cái cây ở đoạn này, tức là làm một khung cơ bản đi để đỡ đất sét đấy anh em ạ. Sau đó là bọn mình mới cho đất sét vào cào form vòng quanh cái này để tạo những bậc bước ra bước vào ấy thì biết được. Vừa mua 200.000 tiền sắt này chứ nhỉ? 200.000 đấy. Cái cánh cửa này vẫn thiết kế là để uốn à? Phải chứ? Không, uốn được mà. Yếu. Yếu quá. Mang đi mang vào cái đoạn cắt đi. Mình cắt hả? Cắt cắt bám vào rồi à? À đây. Bởi vì nơi đây chúc cất giữ vào đây. Chúng ta cũng thuộc về nhau, em hay cứ đi bên người mà em cần. Hơi từ đêm qua trời chiều vạt nắng tình nụ cười là mai ca. Cháu nghĩ là em ba ra cái máy uốn tròn mà uốn không có chỗ này, đây không có điểm. Yeah. Cái máy uốn tròn là hợp lý hơn. Không mưa nhỉ, trời nó cứ kiểu âm y êm ý vậy, không mưa nhỉ. Móc cái côn này. Con ạch trăng tơ này. Winner X. À, Winner. Winner V1. Winner này chặt biển. Vừa chứ. Không, ở đấy nó cũng gặp. Cong quá, các bạn bẻ ra khó. Bẻ vào, nên, bẻ vào thì dễ, bẻ ra khó. Nó thành hình nhiều lắm, nó mình bẻ thích nắng được. Vừa chỗ vuông quá, nhìn đến cảm nhận cũng vuông quá. Vuông gõ nó mà. Vẫn chưa được. À, cái vuông này chưa được chứ nhỉ? Cái này nó gập mà. Vâng. Đứng. Cái này hơi lạ lạ. Cái này uống này được rồi đúng. Nhỏ uống này được mà. Anh cứ múa vào. Ok nhé. Cái bệ 30 cân nó có rồi nhé. Đĩa. Ở ngoài đấy. Ở ngoài sảnh này kia nhá. Không phải cháu thấy bệ bê gọn vào góc ngoài đấy mà. Mấy cái đen phải là chút lưng ấy nha.
mà Huế cho mua cái trên Shopee các ông ấy chuyển về cho mình. Đúng rồi. Lấy tiền tiếp như thường. Không thấy giảm. 30 cân cơ mà. Cái nhắn tin tựa lại chứ. Ở trong cái máy đang quay cái này chưa biết được chưa. Xong vẫn báo rồi, bột chở ra cho em rồi. Cái nào chở việc cũng đấy. Chắc là gần nhắn thì không kịp đâu, ngày mai mới chở. Chắc vẫn kịp chứ, vẫn đuổi chứ. Đồ vặt nặng. Con sông dài con nước về cho cây trái cho bông. Kia đấy, làm bên một thôi phải không?
luôn, nhưng mà mình cắt cây nào thì mình dập đôi làm hai cây luôn thì nó giống nhau đấy. Vâng. Trong này hả? Cái giống như vậy luôn, trong này sâu vậy cơ. Hả? Nó đi sâu vậy cơ. Nó đến đây. À đấy cơ. Ừ. Lại khoảng 50 phân với 53 phân. 53 phân đây. Đây. Bán đây. Và từ đấy. Đen to lắm. Cái mảng đen này mới là mảng to này. Đây tròn vậy đấy, anh em nhìn trên cao nhìn xuống rẽ này. Cái mảng đen này to kinh khủng không? Đấy. Sát mấy bên trong cái luôn. Còn đây là nhìn dọc này. Đấy nó to vậy cơ mà. Nó song song với lại cái mép của cái thằng này nó rơi xuống này. Thằng này rơi. Có lắm. Nói chung cái bệ này về sau tắt đi thì nó chỉ chiếm nửa cái bệ thôi. Đây cho anh em chúc vào trong này xem luôn. Đây mình chui vào trong nhá. Đây anh em trông cái bệ nó không? Trông to kinh khủng không? Đây này, đóng cửa nhá. Đấy, tắt ly nó không chiếm hết bệ. Nhìn
nhưng mà nó những cái bệ của nó to như thế. Đấy, anh em thấy không? Cái cô này nó thế mới gọi là khoai củ khoai phẳng đấy, thấy không? Còn bản lề đây, bản lề hoạt động này đấy. Này thế đấy, làm tiếp cây bên trong đó gì? Tùng đang dán cái cảng trước này nhưng mà bị hết nhựa anh em ạ, hết cái phi nhựa kìa. Và mình lấy một cái ông anh này thì ngày mai anh ấy mới có nhựa cơ, ngày mai nhựa mới nhập về. Thì hiện tại là Tùng đang đi mua một cái can lẻ, tức là mua khoảng độ 10 lít lẻ về để làm nốt cái này anh em ạ. Đấy, chứ không nếu mà chỉ chờ ngày mai thì cũng hơi lâu và không có gái để xử lý công việc ấy. Thế Tùng vừa đi xử mua rồi. Đấy, nghe ngon chưa? Thì bọn mình đang làm cho nó dày dặn lên đấy. Đây này, trồng những cây ở đó biến dạng này. Đấy, thì chú Lợi đang tiến hành là làm thêm mỗi cây mía bên trong nữa anh em ạ. Tức là cái bậc ra vào của con xe này nó rất là rộng. Rộng hơn mấy chiếc kia rất nhiều. Uống hả chú? Bao tiền loại đấy hả đúng? Bao tiền đấy? 500 nghìn tròn à? 500 nghìn rồi. Đấy. Nhưng mà là... mua theo cân. Ừ, em không mua theo cân phải không? Vừa rồi ông ấy vào ông chọc chọc một cái máy giặt chưa tháo cái gì ra. Chỉ chọc chọc mới ấn nút thôi. 300 nghìn. Hả? Ừ, cái máy giặt của mình ấy. Xong đang bảo là nếu mà hôm nào mà không được nữa thì lại gọi điện là tháo hẳn ra là 500 nghìn. Đã sửa lại còn nói vậy chú lợi nhỉ? Không, ý là vừa mới sửa tạm tạm thôi. Không, là sửa chạy được rồi, nhưng mà ý là cái của anh này phải tháo ra để sửa. Ừ. Tháo ra rửa thì mất 500 nghìn nữa. Tháo ra rửa trước tháo rồi đi. Phải không? Tháo rửa ông nọ cái thằng ấy mà mới tháo ra rửa đi phải không? Ừ, vừa rồi cũng chỉ chọc chọc thôi, làm gì đâu. Tháo là rửa. Nhưng mà ông ấy bỏ là tháo là rửa. Thôi là hôm nay mà cần tháo ra rửa thì 500 nghìn. Ừ. Còn vừa rồi là chọc chọc với 300 nghìn. Kiệu ấy. Vào cốt được 15 phút không chú? Giàu quá. Lúc cái cháu đứng trong đấy thì ông chỉ giả vờ nút tôi. Mình định trong đấy mình xem có làm trò gì để mình biết đường mà. Kinh thật. Làm cũng 15 phút mấy 300 nghìn mấy giặt. Mấy ông máy giặt, mấy ông máy điều hòa cũng vậy. Mấy ông điều hòa nhé, người ta không biết nhé là một cái tấm là mạng lưới ấy, trên mạng cứ thấy ôi chú ạ. Người ta bảo vậy. Cái mạng lưới ấy mà nhiều nhà không biết đấy là người ta đến chỉ tháo ra thôi. Chỉ rửa một xịt qua nước thôi. Lại mới lấy người ta mấy trăm nghìn luôn. Đấy là nhiều người ta sửa điều hòa trên, người ta chia sẻ trên YouTube người ta bội mà. Ý là đấy là thợ kiểu người không có tâm đấy. Ừ, nhưng mà là đấy cho thấy kỳ công nhỉ. Là đấy giặt. Nhà
Vậy vừa rồi gọi nhà báo giới không gọi? Vừa rồi gọi nhà báo giới không gọi? Bán bây giờ bọn nó có bảo hành cơ mà, đây là nó đi sửa chữa lấy tiền vào cái này. Cái máy giặt của mình vừa nãy 300.000 cái này vẫn bị lỗi anh em ạ, đi hết người. Hello. Cho mình phải đi cứu mấy cái vệ sinh đấy để mà đi kiếm thêm tiền chứ, mà làm thêm cái biển này ngoài kia chứ nhỉ. Cái trên cái video nó bị cái bánh răng chứ không phải là gì. Bánh răng với lại dây cu loa đấy là cái hệ thống chuyển động của nó đang bị xét gì đấy. Ồ, chứ không phải là do bị tắc ống làm sao. Cháu vừa xem rồi, nghĩa là tháo cái nắp ra thì kiểm tra bánh răng cái thứ ấy là được. Vì vậy vừa rồi ấn nút trong thế nó chạy chạy được là được, ra lấy tiền thôi. Nó làm gì đâu, chú nhìn cái máy nó đã địch tí đâu phải không? Mấy cái máy vẫn nằm lên một vị trí, chưa thấy địch cái gì. Đây này còn đang bỏ lâu nào vào thì là mất 1 triệu nữa chứ ạ, hay 900 ấy. Hay gan. Ừ. Nhà dưới làm rẻ mà 500.000 hai người không đấy à phải. Một người hai người gì vậy? Vào lấy hoay. Như máy móc mang vào xịt tao mang chứ gì? Không có mang cái gì đâu, vừa đi có gì đâu. Nhưng mà hôm nay có gì đâu, 300.000 có làm gì đâu. 300.000 không làm gì cái cày. Ừ. Xong rồi máy vẫn như cũ. Vẫn như cái lúc chưa động vào chứ ạ. Chứng tỏ là chẳng động một tí nào cả. Cháu khẳng định luôn là vào là ấn nút thấy là nó chạy rồi, là cái quy trình chạy là đúng tiêu chuẩn rồi. Thế là ra một lần sửa xong rồi. Người ta lấy tiền thôi. Nhưng mà người ta lấy tiền đồ thì nó biết nhiều đồ ít nhỉ. Ừ. Vào chứ là chẳng không biết là như nào, cái vừa trồng cạnh cái gì, nó biết là 300.000. Ừ. Ít ra người ta về chuyển làm kỹ thuật. Ví dụ hoặc là thay bản mạch gì đó phải không? Ừ. Thay cái thiết bị gì đó nhanh nhanh thì 300.000 còn người ta không vừa khác. Chú nhỉ? Ví dụ làm nhanh mà phải thay đồ đi. Chú nhỉ? Phải không? Làm nhanh thì bảo là cho thêm mấy đồng uống nước hết ý đi. Chán gì vậy? Nhanh cái gì đấy chú, là ông này là hắn kiểu là đi sửa vậy là hắn được tiền hay sao nhỉ? Yeah. Không ý nào rồi, hay là kiểu là làm mấy đội bách thúy này là không biết là làm như nào ấy. Nhưng mà một lần trước vào làm điều hòa cũng báo cháu sẵn là nếu mà gì ga cái thứ gì đấy là mấy tiền rồi. Hôm nay thì vừa sửa ra bảo là chỉ tạm thời thôi, 300.000, trong hôm nào mà tháo nữa là gọi điện vào 500 nữa. Ông này đi chịu ấy. Cứ như thế ông vào dưới nói nằm ok cái gì, người ta lay hoay mất lúc lâu cái gì 1-2 tiếng cái gì.
máy móc vào rầm rầm người ta lấy 500.000, ông này cũng vào cũng chẳng làm gì, chấm chẳng làm gì luôn đấy. Máy thì mới vẫn làm ở nút thế nó chạy được là ok rồi. Thế tưởng bỏ là xong rồi, ra báo là vừa sửa xong 300.000. Anh em thấy ước chế không anh em? Mình có nên lát nữa ông vào mình quay mặt ông đấy cho mọi người xem gì. Vâng rồi, ok chú ơi, cái này vừa về chú lợn này, lát nữa kiểm tra nhỉ hay là ra đèn đấy. Đây mấy cái đèn của chiếc Ford Mustang vừa về anh em ạ. Vâng, đây này chú này, vui ra luôn chú này. Sao cái màu gì? Ý nó ghi ở cái chữ là màu gì? Nhìn nào. Ờ đúng rồi, chuyên thần trục ăn nó bình thường. Nó bị chập đúng không? Thì cái này tùy để đẹp. Này cái này cẩn thận với mà. Mua bên nước ngoài mà. Chứ anh nào? Lấy cái đấy ra, cái để riêng, cái để riêng, cái gì để riêng, hai loại khác nhau luôn. Cái thử đi, nè thử nhìn hộp khác phải không? Phải không? Giờ khác thì nó là màu. Đấy. Khác là khác chứ. Ở đâu nhỉ? Mình ở đâu nhỉ? Ở đây chú Hưng. Xa vậy ạ? Cả lon. Ơ bố, một cái này có đôi à chú? Cái này một đôi. Đấy thì ba cái đi. Hả? Bố một cái người ta tặng cho một cái nút giảm chấn xe hơi này. Vậy nếu mà mình mua một sợi thì người ta lại rút được một cái ra. Thì bọn mình đang là chọn là tức là cái con Ford này thì được, trước là mua một cái giày mở giải màu xanh nó không đúng, thì đang bảo là mua một là giải màu trắng hay là giải màu vàng thì nó sẽ hát hát lên. Chú bán này màu gì? Màu trắng à. Màu trắng chứ ạ. Màu vàng này. Ok, chỉ biết cái kia chú. Cái này này, cái đỏ này. Cái đỏ quan trọng hơn chứ gì? Cái này bên này là rêu đi. Hả? Rex. Đây là wing nhỉ? Wing là trắng à? Why? Ok nhá, sợi này sợi đỏ này, bọn mình đang cần cái sợi đỏ này anh em ạ. Ông kia xấu hổ quá không vào đó rồi. Sao chú biết? Toán vậy. Ôi. Thế này đúng không? À. Đúng chưa? Đấy, nó phải đỏ vậy cái gì? Ừ, đúng chưa? Rồi đúng. Đây xé ăn này. Hương ơi, lấy một cái gì đỏ cái vào đấy. Không cần đâu. Đây này, cái này nó dính cái đấy là gãy khó lắm. Đây gì? Nhìn. Yeah. Được không? Được. Chứ kia này gãy phải hết sức mới ra được. Hàng xóm đang bật nhạc của anh em ạ. Toang không? Lính nhỉ? Lao bên kia đây đi. Bạn lộc của mình buồn cười thật. Được chú ạ. Ôi. Nhờ. Nóng quá. Đây là màu đỏ. Cười. Cười. Xem mà cái này màu lên màu gì. Vàng. Vẫn vậy. Vàng đẹp như vậy. Nó ra vàng nhưng mà nó ra màu đỏ. Vàng đẹp như máu thôi. Nó kiểu nó chập. Chớp. Đúng rồi. Nhưng màu đỏ này lưu. Right. Ok, ngày mai thì bộ sáng bộ nguyên nó sơn hết mặt trước mặt sau con chiếc này xuống.
for này. Xong mình bắt đầu quay lắp đèn. Chiều chiều mình quay lắp đèn chú ạ. Yeah. Đúng không? Và một đây thì nước màu trắng chắc là khác. Chú cái này vào bên trắng này chứ. Hay là màu trắng. Màu trắng thì nhà mình nhiều lắm. Đại lý. Cất hết vào túi đàng hoàng. Một số nàm ở bên này cho một cái chẳng chấn. Chúng tôi là đẹp kỹ. Cho đồng chí một cái. Mua 6 cái lên nhé, phải cho 6 cái. Cái ông vừa bảo cho mua 1 cái luôn, 1 cái. Đâu? Tôi vừa bảo. Cất đi. Ok, cất cái bảo cái cần đi. Ừ nhỉ. Nhưng mà nó màu này nó màu đẹp, màu chuẩn chú nhỉ. Hộp nhưng mà không làm được gì. Lúc đây nó đã quên đã lộn. Đi kiểm tra mỗi mặt kiểm tra nó có thời gian. Có đi cái này làm ấy chứ. Ngày mai bộ sáng mình nguyên nó sơn đi mai cháu sáng là phải đi ra kia rồi. Phải đi ngoài vợ. Đẹp ngày à. Ngoài vợ đây. Đâu rồi? Michelin đâu rồi? Cắt đi chứ. Đấy, đúng ra mắt là ướm thử thôi anh em. Ướm thử xem nào. Chị ơi, dán cái tạ này nó bị cong hay không này. Nhếp mép này này. Vừa bán 500 nghìn đấy không nhá. Nhựa nhá. Ô cái đấy gì vậy? Ướm thử mới thử thôi bảo nước. Cái này là kéo ở giữa.
Thấy ông cửa máy giặt đấy không báo ấy gì ấy. Rất là lươn lẹo nhờ. Đấy anh em ạ, đây là mình vừa mới làm xong cái nhịp bậc này anh em ạ. Nhưng mà cái nhịp bậc này hiện tại bây giờ nếu mà nó còn đang thì vướng theo cái đường này, mình chưa lắp được thép, chưa lắp được cái giá thể đấy. Giá thể vào để còn mình còn làm cho đất sét vào để đỡ khuôn anh em ạ. Đấy, thì con này là cái khu vực này là đã tạm ổn rồi, hai bên rồi. Thì cái này nó khá là tối rồi anh ạ. Cái này là tối hơn 7 giờ 8 giờ nữa rồi. Thì mình để mai mình bắt đầu mới gắn cái giá thể ở đây, bọn mình tiếp tục là cho đất sét vào để cạo form anh em nhé. Thì mình sẽ làm cái bậc này luôn. Để trong ngày 1 ngày 2 là nó xong đi. Đấy. Thì là nguyên cái khu vực này. Nguyên khu vực này ngày mai sẽ có đất sét và giá thể. Thì mình sẽ cạo được đấy. Còn đây là chỗ nùng vừa lán xong cái phần này này. Bọn mình sẽ tạo thêm một cái lớp gọi là lớp này là lớp sợi chịu lực. Đấy, sợi chịu lực thì mình sẽ làm lên để cho nó cứng hơn anh em nhé. Đấy, nên đọc ở đây. Bên ngoài kia thì hôm nay là anh em cũng đã làm và rửa sạch đi luôn đi. Đấy, đây là rửa sạch cái phần này, mai chắc là lên một lớp sơn để tìm lại lỗi châm kim. Lớp nhẹ nhẹ đấy để tìm lỗi châm kim anh em nhé. Đấy. Bên đây cũng thế, mình đấy bên đây cũng đã ok rồi, rồi mình mấy hôm nữa mình khéo cái vô lăng mình sẽ gọt đi ấy, chứ nó không có cái gì gọi là phải vướng víu gì cả. Chỗ này là điểm này là người cao cao đuổi về tí, nhưng mà bắt buộc ấy, là từ đây vào mà nó phải có một cái điểm chung nhau, cái điểm chung nhau để khi mình đóng cắp ly vào nó không bị vướng. Hiện tại thì cái này, cái chỗ này trông có vẻ hãm còn hơi chật chặt, nhưng mà chắc là nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Đấy, bởi vì tắp đi sau này nó là liền một mạch cùng với lại khuôn nó ép vào trong này. Tắp ly nó chỉ một nửa thôi. Một nửa thôi anh ạ. Chứ nó không rộng đâu này. Chỉ còn một nửa quay về đây. Đấy, nó khá là từ chỗ này hát ra đây là tắp đi, còn vào mét trong này nó không có. Ở trên áp
của mình xem thế, mà bên ngoài cũng vậy. Đấy thì ok nhá. Bây giờ anh em thời gian thì là cũng tối rồi anh ạ. Đây này. Đó, tối đen rồi. Và bác xử lý máy giặt thì bác cũng đã đến để sửa lại cho bọn mình nhá. Đấy, bây giờ bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Ngày mai là chúng mình sẽ lên đất sét và tạo form lại để cho nó được thành một cái nhịp bậc cửa. Ok nha nhé. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.